Ngập hết một bên đường của người ta đi, còn có một le thôi. Sausage muffin with egg. Ready to go. And one medium iced hazelnut coffee. Ready to go. I have the code. Uh-huh. 5111. Okay. Ready to go. That's it. Can I eat 3:30? Thank you. We có một coffee. Hôm nay we want đem cái chai nước buồn dễ sợ. The sausage muffin and the iced coffee. The sausage egg muffin and the medium hazelnut iced coffee. Yeah. There you go. Thank you. So you want chicken? Thank you. Thank you. Thank you. Bình thường đi mua hai cái mà tại vì hôm nay thứ sáu á, mai weekend rồi nên là cũng không có ăn. Weekend là đi ăn với lại chồng. Bên mai mọi người cái này thì nó có cheese, có trứng với lại có sausage. Tưởng hôm nay không mưa. Đây là cái view. Bên kia cái hướng cái bên kia là bệnh viện á các bạn. Nhìn thấy không? Bệnh viện mà nhìn đẹp không? Su kem
su kem. Bánh su với su kem vậy? Nãy gì? Kem. Bánh su. Này. Bánh su nó có kem, hiểu chưa? Đây là su kem. Trời ơi. Đây kìa. Coi chân té. So annoying that you're smart, that your casual conversation, even the short duration, can cover everything from science based to art. It's so obnoxious that you're kind, that you always have time for family and help out everybody, as if a million things don't occupy your mind. If you could be just a little less perfect, then I could say I don't have time and it's not worth it. Hello mọi người. Bi mới vừa tắm xong, mới đi làm về nữa. Nãy Bi có ghé nhà mẹ Bi cho cơm gà tiếp. Gà chiên thêm một hộp thịt kho vịt. Sợ bị đói, sợ con bị đói. Mẹ Bi hỏi đi làm có gì ăn không? Thì Bi nói có, nhưng mà mẹ Bi vẫn múc. Hôm qua Bi xào ớt chuông còn dư nên là sẽ ăn với lại ớt chuông. Kiếm cái gì coi nè. Bi cho các bạn coi cho. Hôm bữa cái sen khoa quẹt biên cái á, bữa đó nó chỉ có một đường nhỏ thôi, rồi nó rỉ rỉ máu thôi. Hôm nay Bi nhìn lại hết hồn. Mấy ngày Bi không bao giờ mà dòm lại bầm tím thì ghê. Bi có order thêm cái hũ bột trà xanh mới rồi. Ngày mai chắc là nó sẽ tới. Tại vì mới order hồi chiều ở trên Amazon. Bây giờ mình làm tiếp unboxing nha. Cái này chắc là thẻ nhớ. Thiệt là không biết bao nhiêu cái thẻ nhớ rồi luôn á. Tại vì Bi quay quá nhiều, nhưng mà up lên thì lại rất là ít. Nên là nó cứ dồn vậy đó. Trời ơi, hèn quá. Cái này mà cắt đến giữa chắc là hư. Này, cái này. Sport bra. Hay thích mặc mấy cái áo như này. Nó thoải mái mà kiểu không có bị dướng bận gì á. Thì đây nó có một lớp mút mỏng nè.
Bi mua thử thôi, đây là lần đầu tiên mà Bi mua trên mạng. Thường thường thì Bi hay mua ở Victoria's Secret. Tên tên tên. Trong này tên tên có mấy món này. Với lại dao lam. Cái này để mà Bi cạo chân mày được. Kế tiếp là cái này. Cái này sunscreen, kem chống nắng. Kem chống nắng. Kế tiếp là hũ này, hũ cleansing balm. Bi cực kỳ thích cái hũ này luôn. Tại vì hồi trước thì họ có cho Bi một hũ rồi Bi xài sắp hết rồi. Có thêm một hũ nữa. Yay. Và cái cuối cùng là cái mà Bi thích nhất nè. Thấy chưa không mọi người? Bây giờ Bi sẽ đi vô Bi edit tiếp video. Mấy bữa nay lười. Mỗi lần mà đi chơi về cái là chỗ nó lười, kiểu như là nó bị tụt mút luôn. Kiểu như mình không muốn làm cái gì hết. Từ đi về rồi mình phải đi làm này kia nó. Trời ơi, cái đầu óc của mình nó kiểu như nó. Với lại mấy bữa nay không biết tại sao mà tự nhiên Bi buồn ngủ sớm. Thường thường cỡ 12, 1 giờ Bi mới buồn ngủ không. Giờ hôm nay là 8, 9 giờ là con mắt nó nhíp. Nên là hôm nay phải pha trà xanh luôn. Bún bò. Bún bò mẹ Bi làm. Mời mời. Mở cái gì coi. Các bạn đang coi cái gì hay hay giới thiệu cho Bi. Bây giờ xong móc tay. Rảnh rỗi xin nông nổi. Không biết sơ màu nào, chắc là biết sơ màu này. Mà cam nó đang focus vô cái mặt của Bi.